Xin chào các bác ạ. Em mới về một chiếc Toyota 7FD30 số sàn dịch giá. 7FD30 số sàn dịch giá sản xuất 2005. Toyota 7FD30 3 tấn số sàn. Lốp đặc 4 bánh như mới ạ. Dịch giá luôn ạ. Em cho ra thử tải luôn cho các bác xem. Em thử tải hai kệ gạch luôn, hai kệ gạch đặc. Lùi đi anh ơi. Lùi đi. Hai kệ gạch đặc luôn. Rất khỏe. Ôi, garanti đi anh ơi. Vâng, hai kệ gạch đặc garanti lên là ầm luôn. Quá khỏe. Dịch giá phát anh ạ. Dịch giá đi. Dịch giá đi. Dịch giá. Hai kệ dịch giá thoải mái luôn. Ôi không đổ. Bốn lốp đẹp. Lần em mừng máy phát. Bác nào có nhu cầu 3 tấn số sàn thì alo luôn cho em. Chiếc này vừa về quá đẹp luôn. Lốp lắp đều 4 bánh. Đều cao, đẹp. Thủy lực thì vô đối. Hai kệ gạch đặc lên thoải mái luôn. Garanti lên là mập. Xe sơn xi đều đẹp. Máy móc khô ráo đẹp. Thủy lực khỏe, số êm. Cảm ơn các bác theo dõi video ạ. Bác nào có nhu cầu thì alo luôn cho em qua hotline hoặc qua xem trực tiếp tại bãi nhé. Bãi em còn rất nhiều xe ạ. Gần 100 chiếc nữa cơ. Cảm ơn các bạn.